chào quý vị mình đang đứng trong khu vườn. Cây bông Morning Glory bị cắt 95% vì bà xã mình ra xong nói phải cắt thì nó bự quá, thì mình cắt tới 5%. Sau đó bây giờ mình cắt thêm 90%, bây giờ như cây không còn nữa. Bông tơi mọc cũng khá tốt quý vị ơi, cái loại này mình chỉ ăn thử, cái sau này cắt vài nhánh cho ăn thử nha. Cây mầm xôi cũng bị cắt rất là nhiều, lúc nó xòe đến đây nè, không vợ mình ra nói xòe nhiều quá, cắt thì thay nó cũng rõ, nhỏ hơn nhiều, hồng neo mọc rất là tốt quý vị. Mà mình còn cái mầm xôi màu vàng, tại vì mình mua cây trễ và mình trồng trễ, bây giờ còn mầm xôi màu vàng quý vị. Và con trai mình ăn cũng khá nhiều, toàn là con trai mình ăn một mình, nhưng còn mình ăn một trái, nó ăn khoảng 10 trái. Mình đang ở trong cái khu B của cái vườn quý vị, với cái bông á, mọc rất là tốt, bự, xòe ra rất là đẹp, bông hồng màu đỏ, giờ cái này đợt thứ hai rồi, giờ đang khô quý vị. Mình có cái cây hồng leo á, bây giờ đang nở màu vàng và cây nó khá lớn, và hồng đỏ và vàng sẽ có bông tới cuối tháng 10 luôn quý vị, trước mà quá lạnh. Và mấy cái kỳ đậu của mình nó có một đậu, cây nó lên rất là tốt, cao và cho rất là nhiều đậu, gọi là dài thằng lòn quý vị. Hai cái đậu kia màu xanh lá cây và một tím á, cái gì năm nay là mình thấy hơi lạ là cái cây nó không chịu cao lên mà nó mọc thành là một bụi. Mình đang trong cái khu C của cái vườn này quý vị ơi, Lê Nhật Bổn năm nay ra rất là tốt, cũng khá nhiều trái và cũng bự nữa. Và cái cây cà chua sơ ri mình á, ra cũng rất là tốt luôn quý vị, có mấy cây còn cao hơn được cái ngón tay của mình nữa. Và cái cây Morning Glory nó leo nguyên cả cái vàng này. Và cái khu này bây giờ rất là mát mẻ, và mình cảm giác giống như đang ở trong thiên nhiên vậy quý vị. Và cái gì lạ nhất, cái cây Morning Glory á, nó ra bông cứ được khoảng có một tháng rồi quý vị, sau đó còn là ra lá và cây luôn. Và mình có trồng mấy cây là mồng tơi màu xanh lá cây quý vị, lên rất là cao, có mấy cây lên còn cao hơn cái móng tay của mình nữa, tại vì năm nay mồng tơi mình chưa ăn thử nữa quý vị, chắc sau video này phải cắt một mớ và đem vô và nấu canh ăn mới được. Mình đang đứng trong cái khu D của cái vườn này quý vị, cái cây dông riền á, mình nghĩ là sẽ khoảng 1.5 thước và nó bây giờ gần như là 2.5 thước quý vị ơi. Mình nghĩ là tại vì mình có cho phân bón, mình có làm phân bón trong gốc này quý vị, mình có cho phân bón 2 lần trong mùa hè, thì mình nghĩ lý do thì sao, cái cây dông riền nó quá bự và nó cao rồi quý vị. Và năm nay mình có ăn được bắp mà không được nhiều, cái bắp khu bên đây là mấy con sóc ăn hết trơn. Và có một ngày mình nói là ngày sáng mai mình sẽ ra mình hái ha, và sáng sớm đó mình đang ở trong bếp, mình dọn ra thấy cái con sóc nó đang trèo trên cái cây bắp mà đang ăn, mình chạy ra mình cứu được một bắp rưỡi, và mình đem cái bắp nó vô nhà và mình nấu và mình ăn. Hộp bắp nó hơi nhỏ mà nó khá ngọt quý vị. Mình đang trong cái khu ơ của cái vườn này quý vị ơi, cái cây hồng anh leo hai bên đều mọc ra, đều lớn lên rất là tốt và trèo trên mấy cái vàng mình đóng á. Và cái cây lê được bổ bên đây, cây lê nó mấy cái trái nó nhỏ hơn, vì sao, tại vì ở bên cạnh cây lê đó lúc đầu mùa hè mình có để 5 chậu cây Lavatera, và cái rễ nó xuyên qua cái chậu và nó mọc ở trong cái đất, thì nó lấy rất là nhiều đồ ăn của cái cây lê. Lý do thì sao, năm nay trái lê nó hơi nhỏ một chút. Và trong cái khu này mình có Lavatera, mấy cây này khá nhiều ở đằng sau, chính giữa và đằng trước cây. Và trong cái khu này là toàn là cây khá cao quý vị. Hai bên đây là cây bông đẹp Bascom á, cây này mình rất là thích quý vị ơi, nó cao và lá nó màu xanh và màu xám. Và năm nay rất là vui là năm là mỗi lần mình ra cái khu này á, mình tới gần mấy cây này nè, và mấy cái ong á, ngày nào nó cũng bu tới chờ nó. Thì quý vị muốn làm bạn với cục ong á, thì quý vị cứ cần đi ra đây và ngắm nghía nó rất là gần, và ong nó không có sợ quý vị, nó cứ tiếp tục lấy cái nước ngọt của cái bông mà, và mình có ngắm nghía là thôi. Ở đây mình đang trong cái khu F này quý vị, và mấy cái cây bông nó mọc rất là lớn, mình không có ngờ mà cây này nó sẽ
bự và nó sẽ cao như vậy. Trong năm mà quốc vị ơi, mình có cắt cái này cũng 2 hay 3 lần rồi. Mình là không cắt bây giờ, chắc cây nó phải còn bự hơn và cao hơn nữa. Bây giờ nó bọc và mỗi cây đều chiếm cái khu của cái cây kia. Và sau này chắc chút nữa là mình phải tỉa rất là nhiều quý vị. Và mấy cái bông nè, trên cái nhánh này nè, đây là đào thứ 3, bông nó sẽ nhỏ. Và năm nay mình rất là khoái mấy cái bông này quý vị ơi. Mình đang trong cái khu G của cái vườn này quý vị ơi. Mình đang đứng bên cạnh cái cây seri. Năm nay không có trái nào nở cho quý vị. Năm nay mình không được trái seri ăn. Và cái cây này cũng phải đợi hơi lâu một chút để cho có seri. Và cái khu này là mấy cái bông, mấy cái lá đặc biệt, mấy cái lá nó rất là màu mè. Và năm nay cái khu này nó rất là nổi. Vì quý vị coi đi, không cần bông lắm mà giống như là bông hoa, rất là nổi quý vị. Và cái cây này mình đứng bên cạnh đây, mình không có biết cái tên này. Và không phải là mình mua và mình trồng xuống, mà vì mình có lấy mấy cái cây bên nhà của bố mẹ mình đó. Và có cái hộp của cái cây này trong cái đất, thì năm nay nó có mọc ra vài cây. Và mình có lấy cái cây này từ cái khu kia và mình đem tới đây. Và cái gì đẹp cái cây này quý vị, là cái nhánh của nó giống như cái cây tre vậy đó. Và rất là đẹp và rất là nổi. Và quý vị coi đi, nó rất là cao, nó khoảng 2 thước, khoảng gần 2 thước rưỡi luôn quý vị ơi. Và cái gì vui là mùa đông á, chim nó sẽ đậu lên cái cây này và nó sẽ ăn mấy cái hồn và cái bông này. Và bây giờ mình đụng một cái á, quý vị, mình đụng cái bông á, hộp nào mà nó đã khô đó và nó sẽ rớt xuống đất. Và năm tới là có sẽ cái cây nhỏ mọc lên quý vị. Và năm nay, năm tới là nguyên cái khu này là chắc mấy vài trăm cây sẽ mọc lên. Mà quý vị không có cần nhiều, quý vị cần một cây, nghĩa là cây nó sẽ thành rất là vững. Mình đang ngồi bên cạnh cái bông này rất là đặc biệt quý vị ơi. Cái đây là thuộc về gia đình của mấy cây thuốc lá. Và cái cây này mới được khoảng 2 tháng quý vị, mọc lên là từ một cái hộp. Cái này không phải là mình trồng nha, cái này là cái hộp là từ mấy cái cây mà mình mua từ vườn bông quý vị. Và thường thường cái cây này nó sẽ bự hơn nhiều, cần cao bằng mình nữa quý vị. Và cái gì đặc biệt nhất á, cái này là cái bông nó rất là dài ốm, giống như là cái cây chơi nhạc trompet thôi quý vị. Và cái gì đặc biệt nhất á, cái hương của cái bông này quý vị, nó rất là tuyệt, giống như quý vị đang xịt perfume trên mình á. Phải là Chanel number 5 không? Nên mình không có biết, mình không có rành lắm, tại vì mình không có bây giờ mà để dầu thơm hết trơn á trên cái người của mình quý vị ơi. Mà lúc mà quý vị mà có cơ hội quý vị trồng cái bông này nè, quý vị sẽ thấy giống cái hương của nó, mình nhớ giống như cũng hơi giống dạ lý hương một chút mà không có nồng bằng cái dạ lý hương. Mình đang đứng trong cái khu ash của cái vườn này quý vị ơi. Và năm nay cái khu này bị cái cây bầu chiếm hết rồi quý vị, và lên cái ban công luôn quý vị ơi. Và mình có tỉa bớt ở đây, và sau này mình phải tỉa thêm một chút vì càng ngày mỗi ngày cái bầu này nó càng ngày càng bự. Và năm nay đặc biệt là không có bầu nào quý vị ơi, toàn ra mấy cái trái nhỏ mà không có đậu. Vì năm nay là mình có ngắm nghía cây và lá của cây bầu thì quý vị ơi, mà mình có trồng mồng tơi này quý vị, ra rất là tốt. Và như thế này mình cứ nói mình chưa ăn mồng tơi, chắc sau video mình phải cắt một mớ để cho đem vô làm canh. Và cảm ơn quý vị đã coi chương trình Làm Vườn Cây Năng Sau nhà tôi, và hẹn quý vị lần sau.